Mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh giống như một chuyến tàu về tuổi thơ. Ở đó có rất nhiều toa và mỗi toa là một bất ngờ, một thú vị đầy háo hức say mê, khi làm chúng ta bật cười, khi thì làm chúng ta rưng rưng hoặc là phải ngồi lặng đi để suy ngẫm. Vâng thưa quý vị, và nhân dịp ra mắt tập truyện dài Cây chuối non đi giày xanh, sáng ngày hôm qua 14 tháng 1, độc giả thủ đô thành phố Hà Nội đã có dịp gặp gỡ, giao lưu và ký tặng sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại phố sách ngày 19 tháng 2. Văn chương của Nguyễn Nhật Ánh có tính gây nghiện, bởi vậy mà giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội, các bạn trẻ thủ đô đã đến rất sớm, xếp hàng đợi ký tặng sách. Tôi rất là vui khi đến đây để tham dự buổi ký sách của bác Ánh. Mình cũng đã đợi buổi ký sách này rất là lâu rồi và hôm nay mình cũng đến đây rất là sớm với mong muốn là để được gặp bác Ánh sớm hơn. Em là những người đến sớm nhất thì em cảm thấy rất vui và cảm nhận được những cái tuổi trẻ trong cuốn truyện này và cảm thấy mình cũng muốn được là nhân vật trong cuốn truyện. Truyện dài mới của tác giả Nguyễn Nhật Ánh kể về kỷ niệm của bọn trẻ sống tại thị trấn Hà Lam mộng mơ của xứ Quảng. Về kỷ niệm và cả nỗi sợ trẻ con ai cũng từng qua, dễ khiến người đọc bồi hồi khi nhớ lại hình bóng tuổi thơ. Bao nhiêu năm nay thì tôi vẫn viết về tuổi thơ thôi. Tuổi thơ có lẽ là cái ám ảnh của tôi, nó là cái ADN sáng tác của tôi. Và tôi có cảm giác giống như là không phải là tôi viết về tuổi thơ mà có thể nói ngược lại là tuổi thơ sử dụng tôi, hay nói cách khác là mượn tôi để viết những cuốn sách. Và cuốn sách này nó cũng giống như những cuốn sách khác. Tôi viết rất là nhiều sách về cái đề tài này, thì mỗi miếng nó giống như một cái mảnh ghép vậy. Thì nếu các bạn đọc những nhiều sách của tôi thì thấy như ghép những cái mảnh ghép đó lại để thành một cái thế giới, một cái bức tranh tuổi thơ nhiều màu sắc. Với một giọng kể chân chất hồn hậu, khi dí dỏm, khi ngọt ngào, cả tếu táo và nghịch ngợm, cuốn sách Cây chuối non đi giày xanh của Nguyễn Nhật Ánh giống như một ống kính vạn hoa. Ngay trong lần đầu tiên in sách đã đạt mốc 170.000 bản sách, một kỷ lục mới trong lĩnh vực xuất bản sách văn học.